Tại Hà Nội, Hội Tự động hóa Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Công ty Cổ phần Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam đã tổ chức khai mạc Hội nghị khoa học và triển lãm quốc tế lần thứ 5 về điều khiển và tự động hóa 2019. Hội nghị khoa học là diễn đàn dành cho các nhà khoa học trong nước và quốc tế công bố những nghiên cứu mới nhất về lĩnh vực tự động hóa, đo lường, điều khiển, trí tuệ nhân tạo, điện tử và số hóa. Cùng với đó, triển lãm quốc tế về điều khiển và tự động hóa trưng bày các sản phẩm công nghệ mới, công nghệ cao trong lĩnh vực chiếu sáng thông minh, nông nghiệp thông minh, tiết kiệm năng lượng mới, ô tô xe máy điện, tự động hóa trong các ngành công nghiệp phụ trợ với sự tham gia của nhiều nước trên thế giới. Bên cạnh đó là Diễn đàn Doanh nghiệp và Ngày hội Khởi nghiệp Sáng tạo Việt Nam 2019. Diễn đàn tập trung vào các nội dung như chuyển đổi số trong nền kinh tế, tiết kiệm năng lượng và năng lượng xanh, thành phố thông minh, nông nghiệp thông minh, giám sát biến đổi khí hậu, logistics và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Đây là nơi giao lưu, trao đổi, liên kết hợp tác giữa các doanh nhân trong nước và quốc tế, mở rộng các lĩnh vực đầu tư, sản xuất kinh doanh.